saya. Chị đây, ba nhờ con tí nhá. Con đi ra ngoài chợ á, mua dùm cho ba miếng thịt với nhá. Nào, con đứng lên, ba nhắc tìm một túi nè. Con đứng lên nè. Con nhớ là mua thịt nhá. Ba bỏ tìm một túi cho con nhé. Rồi, nhớ là mua thịt nhé con. Nha, con đi cẩn thận nha. Đi con. Đấy, đi cẩn thận nhá. Chỉ đường cho anh với, anh không biết đường, anh phải người dân đây đâu. Đường này phải không ta? Đây đường bên này. À, đường bên này hả? Đây à? Đây hả? À. Đây à. Chúng ta chỉ đi đi nhá. Rõ quá, đi đi. Đi chợ đi. Thank you.
ơn em nhá. Đây, này cô chị này. Ta có lại kia. Thịt mà con nằm rách bị bóng rồi, rớt ngoài đường à? Đất cát không này. Thôi để mẹ đi vào đây, đi vào nhà đi. Để mẹ bế vào nhà. Thế làm bẩn thịt rồi con dám vào nhà luôn à? Hả? Làm bẩn thịt rồi con không dám vào nhà luôn con ngồi này à? Tội chị tê. Lần sau con cứ đi vào nhà nhá. Lần sau con phải cẩn thận nhé, tít nha. Cám gì cũng phải cẩn thận nhé con. Thế là làm bẩn thịt rồi á, không dám, không dám đi vô nhà luôn, sợ ba, ba la. Lần sau là con làm sai thì con phải vào nhà con nhận lỗi nhé.
Con về rồi à? À không mua được thịt đâu. À đúng rồi, giỏi quá, đúng thịt này rồi. Thịt chiếc giỏi thế. À, đây đây ba quạt cho này, không quá. À, đây đây mọi người, mỗi ba này. Đúng rồi. Này thịt giỏi thế, mua đúng thịt ba bảo mua luôn. Ba quạt cho, nóng không? Để ba đóng nước cho cậu uống này. Uống nước thêm không? Uống thêm nước không? Ba rót không? Uống từ từ. Đã chưa? Đã khá chưa? Hả? Đã khá chưa? Úi trời ơi. Khá con. Đúng rồi. Thịt ngon hết.